Đẹp chưa? Từ từ cho đây, cho nó xả hơi. Từ từ xong. Nó phải xả hơi. Mặt đây, mặt đây. Tay phụ tay đi. Đồ thông thôi nè đấy. Này bị bắt để vú vú kìa. Há miệng bự ra con, úp mình vô mau. Hà đứa giỏi. Đúng rồi. Phải úp mình vô mau cho mẹ nha. Mi thôi nè này. Happy birthday Jessica. Hồi see you happy birthday. Ngày nào cũng happy birthday Jessica hồi see you. Gì ba? Con cũng không biết rồi, như bằng gan mà nặng dữ lắm. Ừ, gan nặng dữ lắm. Không ăn nữa hả? Dữ quá thôi. Con bằng gan nặng lắm. Ô, chia thế. Xích xa xa ra. Xa mắt ra con. Xa cái mặt ra. Xa từ nó. Được chưa? Bắt cái khác. Nó là thánh iPad mà. Xa ra. Đây mẹ. Rồi nha, để đó nha Thánh. Thánh đừng có để gần quá nghe Thánh. Đây nè. Chay coi Bali nè, chay. Coi Bali nè. Không coi Bali luôn hả? Rồi không coi Bali, Bali khóc kìa. Ủa không coi Bali, Bali khóc đó. Thấy chưa? Không coi luôn hả? Trời ớt ơi, không coi Bali, Bali khóc nhè luôn. Mẹ Ngân kìa. Hello mẹ Ngân đi. Hello mẹ Ngân sao? Cười. Cây có khỏe không? Ôi đứng yếu ẹo ẹo đít nữa. Con tên gì? Con tên gì ạ? Con tên gì thế? Em biết nó đòi nữa nè. Con tên gì? Con tên gì vậy? Con tên gì vậy? Con tên gì? Say. Con tên gì? Thế ngoài hỏi đi. Liếm cái kiểu gì lạ vậy chay? Hả miệng ra, úp bình cho mau. Hả miệng ra. Coi, cô chú coi nữa nè đó. Giữ ra. Đó, bà lù color quay á vô kìa. Nay mày đặt ăn xạo xạo nha. Mấy sao cái món này nó không ưa đó. Chị ăn chi đi tê. Món này nó không ưa đó. Tại vì có cái mùi của bắp cái gì đó. Cà rốt. À không phải, cà rốt thì nó ăn được, còn có cái mùi của bông cải. Bông cải nó không thích đó. Nhưng mà phải ăn. Hành hôi màu xanh đi con. Phải ăn. Phải ăn vô, thích không thích cũng phải ăn. Không có sự lựa chọn, no choice. Ui giỏi. Thấy không? Mà có phải là gì thấy là mỗi lần nó hả cái miệng cái y như ai cho mình 10 đồng. Thiệt. Hả không phải phải. Anh ăn món chảo mà được tốt miệng, anh hàm miệng tá cầm món chảo vô lần ngón mặt sao chứ. Nó hả dùm muỗng thấy cuộc đời nó lung linh liền. Cuộc đời vẫn đẹp sao, bạn chạy vẫn đẹp sao. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Không có cuộc đời hả? Không có cuộc đời vẫn đẹp sao hả? Cô nhìn cô chú kìa. Nói chuyện cô chú đi. Ông cháu hình cạp, hình cạp chân gà. Ôi trời sao ông thằng này chụp ảnh của em.
cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu con ngọc bên con tháng sau thì chắc ôi trời bắt buộc 10 ngày nữa rồi mà chưa biết làm gì đây nè, chưa biết làm gì đây chứ. Ai chào anh mặt mày con tại mình não có bệnh không? Mày đi con, mày đi, mày nó cú đi, mày đi chứ, mày đi đi. Mày đứng nhúng nhúng đít ra coi, con nó đứng rồi, nó đứng nó ra tẹt háng ra kìa, coi được đời không? Đứng, nó đứng nó tẹt đó cái chân đó. Đó, đó, nhón, nhón, nhón. Đủ kiểu đó hề. Đó là đủ kiểu mà. Trèo chính lại. Đứng nó xoay. Đó, ừ, đó. Đủ kiểu đó. Có bữa cá hình như mua dẻo. Mua dẻo bữa đi. Bữa đi mua dẻo hả chay? Mua dẻo, bụng dẻo. Thôi cho đi mua lửa đi. Bụng dẻo á, kìa con bụng dẻo á. Không mua lửa hay hơn. Mua lửa là mùi răng. Ủa, khi nào giờ chị chưa nghe cái màn mua lửa hả? Thì cầm cái dòng lửa đó, cái dòng lửa à, cầm. Mua lửa này chẳng rồi. Cái hành mua dèo để cho anh dí lên bắt hắn bắt tay mà bắt bằng miệng nữa. Có như mùa rửa. Ê, ê. Ồ. Dễ hả? Tính dễ hả? Ôi trời, xỉu luôn. Ăn xong mà giờ no quá xỉu luôn rồi. Cuối cùng cũng ăn hết tô cô chú ơi. Chén cô chú ơi, chén đặt kẹo luôn, bà nấu chén đặt kẹo luôn hả chay. Nữa. Nay có nay ưa có vụ đầm bơi lắm nha. Đó, giờ lấy cái màu đó vẽ vô cái thảm của tôi rồi đó. Đó, mày mặc áo ghét thì sợ. Đây đây, đây đây. Ồ mày biết rồi, mẹ ôm con. Ô trời trời trời, mẹ ôm. Ngồi dậy để mẹ ôm con. Rồi đứng lên mẹ ôm. Nè, con chào cô chú đi. Nè. Đây nè. À lấy đồ chơi hả? Cho cô chú ra. Ooh, wow. Đau mẹ. Ồ ồ. Are you okay? You okay, sweetheart? Đau quá. Đau hả? Đó, coi chay chay đó. Thì sao á? Hả? Đó banh đây, để cho mẹ đi. Nó cho cô chú à, cho cô chú banh đó hả? Ôi trời trời trời, thải cô chú đâu, chụp được đâu. Cho cô chú. Cầm hai trái đâu được. Con chọn một là trái này, hai trái kia. Trời, té. Sao ăn là cứ đi lụm mót ăn xong vậy hả? Có thiệt nó không có từ bỏ cái gì, nó y như là con kiến vậy đó. Nó y như là con kiến tha mồi về tổ vậy đó, nó thấy cái gì nó cũng lụm hết đó. Cô chú thấy qua chạy hát hay chưa? Chị hát twinkle twinkle little. Oh no no, hát bài này nè. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
WXYNZ. Oops. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Ông chụp chụp kìa. Đi ra ngoài chơi không? Đi ra ngoài chơi không? Chơi, chơi, quỳ xuống mô Phật đi chơi. Nam mô Di Đà Phật phù hộ cho ông bà ngoại con sớm qua đây với con đi chơi. Nam mô Di Đà Phật. Mô Phật sao? Mô Phật sao? Mô Phật đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Có được đó, 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 có được đây không? Có được đây không? Té nè, tao nói bật ngửa té. Trời ơi. Đập cái đầu xuống cái thềm cái bùm luôn á. Đó, đó, đó. Nói nè nãy giận người. Đó, như... ơi chạy như con thiêu thân. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N Z. Ô trời, xỉnh xỉnh xỉnh. Nào. A B C D E F G. Cái bài gì ta? Bài hát bài gì? Mẹ mua cho em con heo đất. Mẹ mua cho em con heo đất. Ui da, ui da. Trời ơi con chay nó phá. Bà con ơi chay nó phá. Ui da, ui da. Shoes đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, đâu đâu shoes đâu chỉ mẹ coi. Này đâu phải đà, cái này là gì? Mà su đâu chỉ mẹ coi su đâu. Giờ là biết. Ờ giờ là biết nhìn vô đôi dép nó shoes. Mà tính gan chay nói vậy là cũng thấy nó nói được khá nhiều rồi chứ, mà sao cũng có nhiều người cô chú nhắn vô là ăn chay nó nói chậm nói, ta mới 1 tuổi rưỡi sao nói được nhiều. Mà tại vì nó bị 2 thứ tiếng nên nó hơi chậm hơn so với đứa tuổi trẻ khác thôi, từ từ cũng nói thôi chứ nôn gì đâu. Cô chú cứ nhắn vô nó tại sao lâu nói. Kệ đi dây hả? Chậm mà chắc cho ha. Chậm mà chắc đi dây ơi. Mai mốt qua con trai này là sinh tháng 10, sinh tháng 11 nè, là lớp học sẽ bị lỡ cỡ nè. Nhưng mà thà để nó chậm hơn lớp. Chắc hơn chứ cho con vô sớm chi sớm lớp đó là mấy đứa kia nó già hơn nó, là cuối cùng là nó chậm hơn ta. Cứ để cho nó thục tuột rồi tới lớp đi, tuột sang lớp đi cho nó chắc. Chứ mà thai sinh đó, ta sẽ hình như là tháng 10 là được vô lớp 1 hay gì đó, bạn chay sinh tháng 10-11 nó bị vô cái lớp sau, cái bà nó vô lớp sau học cho nó bằng bạn bằng bè, chứ lớp trước tụi nó lớn tuổi hơn mình, chứ có khi mình có khi đứa sinh tháng một tháng hai rồi nó lớn hơn mình 7-8 tháng 9-10 tháng nó học giỏi hơn. Bà nó chậm mà chắc đi, nói vậy là cũng được rồi. Anh hai Vinh Sình bây giờ là tháng 12 này là anh hai Vinh Sình 3 tuổi.
Mà anh Hai Anh Sinh nói vậy là cũng được rồi. Tùy đứa mà, con nít mình không có so sánh được. Không phải đứa nào cũng như đứa nào, không phải nói là sinh ra là giống nhau hết đâu. Có đứa biết đi, biết đứng, biết bò. Rồi có đứa thì hả, sợ ngủ đó. Có đứa hả, không có bò mà đứng lên đi luôn. À, rồi có đứa thì không có lật, đứng lên bò luôn. Rồi vậy đó. Mỗi đứa khác nhau, không có đứa nào mà nó giống nhau. Rồi đó, khò, tới giờ ngủ rồi, ngồi xuống khổ. Coi được đời không? Trọc. Ơi, để tay lên nữa, gác tay lên nữa, để tay lên nữa. Rồi. Có ai biểu không? Tôi đang nói chuyện tự nhiên lại giấy ngồi khò. Coi, được đời không? Quá sướng à. Có bữa để hai cái tay lên nữa. Đó, thương chưa? Cô trời ơi, cho cô chú chịu sao nổi, quắc quắc cái chân nữa nè. Mỗi lần thấy nó khò là nhớ bà cố. Bà cố dạy nó khò. Bà cố gọi qua miết luôn bà. Bà cố trưa nay con ngủ, bà cố bà gọi qua mẹ nè chay. Phải hỏi nhỏ xíu đâu rồi. Nó nhỏ xíu ngủ rồi. Mà nó gọi qua tính để gặp nhỏ xíu ngủ rồi. Từng là bà cố gọi qua 3 lần. Hỏi con nhỏ xíu đâu. Rồi bà nói bà coi clip nhỏ xíu hết à. Có chịu đời nổi không? Có ai chịu đời nổi không? Bà ngoại đâu rồi? Bà ngoại còn ngồi đây không? Có ai chịu đời nổi với chay không? Ngoại đâu rồi? Ủa ngoại đi rồi. Trời ơi nó ngủ đó. Công chúa ngủ trong rừng đó. Đây nè coi cô chú coi chay nè. Chay nhìn vô đây chay. Chay nhìn vô cái phía xin nè. Đó công chúa ngủ trong rừng đó. Trời ơi, giờ gắt tay lên trán. Gắt tay lên trán làm suy nghĩ. Trời ơi, đó nó nhìn vô cái flip screen mà nó diễn đó. Rồi sao nữa, rồi con sao, tính đi diễn gì nữa. Tiếp tục, à để hai chân lên, đúng rồi, tiếp tục đi con. Sao nữa, à bây giờ bỏ chân xuống. Rồi bây giờ bỏ hai chân lên này, cái mỏ chu ra. Đúng rồi, tiếp tục, mình là người mẫu mà. Gì nữa, rồi bây giờ quay lưng. Đó, ngồi dậy, đúng rồi, gì nữa. Cười. Sao nữa. À bây giờ nhúng rồi sao nữa kiểu dáng gì nữa. U trai tên dáng đó đúng rồi ngước mặt lên đúng, ngước lên nhìn đời, đúng rồi. Sao nữa, cái tay để lên ngực đúng rồi tiếp đứng lên chống nạnh đứng lên chống nạnh này để số 2. Chụp hình là mình phải để số 2. Hai mẹ con y như khùng, không con mẹ khùng hơn con. Đó, giờ đổi dáng rồi, quá dữ luôn. Trời đất ơi, trời ơi, quá dữ luôn. Mặn chay với tính ra là nó dở đó. Tính ra là nó rất là dở. Biết sao? Tính ra là như vậy là quá chậm nói. Tại vì hả, mẹ nói như là súng đại liên. Mà nó 18 tuổi mà nó chưa nói được. Hả chay? Mẹ nói, cô chú nói là mẹ nói y như là cô Diệt Hương vậy đó, mà tới giờ con chưa nói được là con dở rồi đó chay. Không, ngoại con ngồi mới cười hi kìa chay. Mẹ, tự nhiên đang chơi cái chạy lại nằm ở ghế ngồi khò mẹ. Mẹ coi chịu nổi không? Quẩy cái chân cái ghế. Đó. Thấy chưa? Đây con quay gần cho cô chú coi coi. Đó. Mẹ coi đời chịu đời nổi với nó không? Ừ, nó là vậy đó. Trời ơi, nó làm vậy hoài hà mà con không có lâu, con nó lúc đó hả, nó nằm trong giường, nó không có cầm camera, nó không có quay được. Chứ nó làm hoài ha. Lưng là nằm xuống cái đó là khò, nó đưa hai cái tay lên cái khò đó. Đó. Nó là y như diễn viên nghe con nói mẹ lên đó. Nó là y như diễn viên Hà Phố mà. mà mẹ thấy có đồng ý với con là nó dở không? 18 tháng mà nó chưa nói được là nó dở. Con nói như súng đại liên vậy mà nó chưa nói được. Tì ra bệnh quần cái áo đó. Đó, có cái chụp cái mình nó đã không? Trời ơi,
Nay làm nhiều kiểu dữ dằn lắm mà không có có cầm cái máy quay phim không quay cho cô chú được. Cá đâu? Con nói đi cá. Dữ chưa? Dữ chưa? Đúng rồi, nó hỏi hoài thấy dữ chưa? Con con nói đi dữ chưa? Hỏi dữ chưa đi con. Rồi bây giờ nè, bây giờ con chơi dê dầm coi. Dê. Chơi dê dầm đi. Dê. Thôi bây giờ video clip tới đây được chưa? Hả cô chú, nãy giờ là cô chú đã đời chưa? Cô chú thấy những cái biểu cảm đã đời của em chưa? Ừ. Đau hả con? À, cô chú bên này là thấy con trai này nó xạo tới mức độ nào nè. Nó quá xạo luôn nè. Thôi bây giờ con bye bye cô chú đi. Rồi. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của Trai ngày hôm nay. Đúng rồi. Cô chú ơi, cô chú nhấn cái nút like cho video clip của Trai nha cô chú. Trai bây giờ được hơn 60 mấy ngàn cô chú khác đăng ký rồi đó cô chú ơi. Trời nữa. Cô chú nhớ nhấn nút like cho em. Để cho em mau nhận được nút bạc nha cô chú. Đó dữ chưa. Này nó làm trò gì tôi cũng không biết, nó làm trò gì tự nhiên đi khò. Khò gì mà khò dữ vậy không biết. Rồi thôi bye bye cô chú nè. Bye bye cô chú nè con. Bye bye cô chú đi con. Bye bye. Ừ tạm gì vậy? Chào. Ba. Trời ơi nay mùa qua có một ngón thôi nè hả? Trời gì đó. Mẹ, bữa nay nó ù qua là nó ù qua có một ngón rồi mẹ. Đây nè, ù qua. Đó, ngoài có một ngón thôi. Nó là hơi con sợ nó luôn rồi. Mày sao qua có ngón nhỉ? Mùa qua mà. Trời ơi thương em đó. Mùa qua đi con. Rồi thôi bye bye cô chú nha. Cô chú like video giùm em chị xì cây hoặc xì dơ nha cô chú. Chị con tên gì? Tê 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 à. Rồi ôi trời đứng lại đó chống nặng. Bởi vì không rời cái camera xuống bả được rồi. Camera xuống rồi bả có những cái hành động mà nó bá đạo lắm. Không có bỏ lỡ được. Chay là mốt lớn lên diễn hay lắm. Nó là diễn viên từ nhỏ mà. Nó là diễn viên của dân sân khấu kịch Michigan mà. mẹ là Việt Hương, còn con là gì? Chay, con là Lê Giang hả chay? Con chay mở lớn lên giống Lê Giang. Cái miệng của mẹ thì giống như Việt Hương, miệng của con giống như Di Giang, cái thôi cái mấy chi gạch này nó banh luôn rồi trai ơi. Thôi bye bye nha. Thôi chơi với em gấu đi, mẹ bưng mẹ cúp.